Bệnh này đang ngày một hủy hoại xã hội của chúng ta. Hôm nay nhân dịp một live show của ban nhạc chúng tôi chỉ xin phép được giống như là một người chuyển lại những thông điệp này đến các bạn. Tôi đã được rất nhiều anh em bạn bè, những người nghệ sĩ đã đóng góp để chia sẻ cho tôi được một kết quả cũng tương đối khả quan, và tôi muốn dành một phần ở trong đó để tôi muốn chia sẻ lại một phần của mình để chia lại cho 5 ca ung thư của bệnh nhi tại bệnh viện ca Tân Triều mà trong tuần tới tôi sẽ chuyển đến cho 5 trường hợp này. Tuy nhiên đây chỉ là một món quà nhỏ, những ngọn lửa nhỏ từ chính các bạn thắp lên, chứ không phải là từ món quà của cá nhân bản thân tôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không làm nên một quỹ đôi bàn tay thắp lửa chỉ để giúp cho những bệnh nhi nhỏ tuổi. Chúng ta sẽ làm sao để có thể ngăn ngừa được bệnh ung thư từ sớm hơn, từ việc phát hiện ra những độc tố trong thực phẩm bẩn, trong môi trường. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ tài trợ được cho những quỹ, những chương trình làm ra những loại thuốc có thể cứu chữa được cho nhiều người hơn. Đấy chính là tâm nguyện của cá nhân tôi cũng như rất nhiều anh em, những người nghệ sĩ làm chương trình này. Và thông qua chương trình này, chúng tôi muốn cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã thắp lên, cùng với chúng ta thắp lên một ngọn lửa. Và có thể đây không phải là có thể là chưa muộn, nhưng chúng ta hãy bắt đầu, chúng ta hãy cùng nhau đứng lên để chống lại căn bệnh này. Hy vọng rằng đó sẽ làm điều hiện thực ngay trong tương lai gần. Và thôi, để xóa đi hết tất cả những giờ phút u ám, thì chúng tôi muốn nói lại một thông điệp rất cũ thôi, nhưng chúng ta hãy đừng sống vô cảm, hãy đừng lạnh lùng. Và bây giờ sẽ là ca khúc Tâm Hồn Của Đá.